Armenia dùng Iskander-A trả đũa phá hủy trận địa LoRA Azerbaijan. Xuất hiện báo cáo về việc hệ thống tên lửa Iskander-A của Armenia với đòn tấn công trực diện đã phá hủy các vị trí triển khai tổ hợp LoRA của Azerbaijan. Trong ngày 3 tháng 10 đã xuất hiện hình ảnh cho thấy quân đội Azerbaijan lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật LoRA do Israel chế tạo để thực hiện cuộc tấn công phá hủy chính xác cây cầu nối vùng lãnh thổ nagorno karabakh với Armenia. Hành động trên của Baku bị Zerivan xem là khiêu khích chưa từng thấy và đe dọa sẽ có lời đáp trả xứng đáng thông qua tổ hợp iskander Emua từ Nga. Không phải chờ đợi lâu, trang AVA Pro đã nói về việc hệ thống iskander E của Armenia lần đầu tiên được sử dụng để chống lại kẻ thù trang bị tốt, phá hủy một khu vực triển khai các hệ thống tên lửa chiến thuật của đối phương. Ngoài bắn phá mục tiêu tại Nagorno-Karabakh, theo một số báo cáo, trước đó thậm chí Azerbaijan còn có ý định thực hiện cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của Armenia và sau khi đẩy lùi thành công vụ khiêu khích, một hành động trả đũa đã được thực hiện dẫn tới phá hủy toàn bộ trận địa tên lửa của Azerbaijan. Bộ Quốc phòng Armenia tuyên bố đã phá hủy tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật LORA do Israel sản xuất bố trí ở hậu phương của lực lượng vũ trang Azerbaijan, kênh Military Observer Telegram đưa tin. Tính đến sự xa xôi của khu vực nơi bị tấn công bởi vũ khí chiến thuật, khả năng sử dụng các tổ hợp tốc ca u bị loại trừ. Cần nhắc lại rằng Armenia được trang bị ít nhất 4 hệ thống tên lửa Iskander E có tầm bắn xa, đủ khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu gần như trên toàn lãnh thổ Azerbaijan. Đáng chú ý là trước đó vài ngày, hai tên lửa chiến thuật từ Azerbaijan bay tới sân bay ở Yerevan đã bị tổ hợp s 300 pt đánh chặn thành công vài giây trước khi tiếp cận. Các chuyên gia không loại trừ có máy bay vận tải quân sự và trực thăng tại đây, vì mối đe dọa tạo ra nên Armenia quyết định sử dụng vũ khí của Nga để trả đũa. Nhưng hiện tại ngoài thông tin vừa được đăng tải, chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy thực sự cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-E của Armenia đã diễn ra và thu về thành công.